Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công chương trình Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 cho kiều bào đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố và tổ chức hai hội thảo lấy ý kiến trong đội ngũ tri thức kiều bào các chuyên gia ngành tài chính thuộc các viện, trường, ngân hàng lớn, các quỹ tài chính trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Trong những tháng còn lại của năm, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai các kế hoạch nhằm thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút nguồn lực kiều bào hướng về quê hương, góp phần phát triển đất nước và thành phố. Trong đó trọng tâm là tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài và chính quyền thành phố về đầu tư sản xuất kinh doanh.